Hello các bạn nha, hôm nay thì mình cũng tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy mới để cập nhật giá xe cho các bạn mình nè. Hôm nay rất là nhiều màu mới luôn các bạn ơi. Và đồng hành với mình hôm nay sẽ là Trinh nha, chào em. Dạ em chào anh, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã click vào video này của Trinh ha. Ở video này Trinh sẽ quay rất là nhiều màu đẹp luôn của dòng xe Tayga nha cả nhà. Một số dòng xe Tayga thì mấy anh chị em cố gắng xem hết video để chiêm ngưỡng những màu xe mới tại cửa hàng bên Trinh nha. Thì tại giá đang rất là mềm luôn á cả nhà. Rồi, tiếp theo là em đầu tiên Trinh quay là em màu Vario màu xanh xi măng nha mọi người. Vario màu xanh xi măng. Và màu xanh xi măng này rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Bản này là bản khóa Smart Key luôn, bản 2023 á mọi người. Đó. Thì cả màu sơn luôn, bên Trinh đang bán ra với giá là 40 triệu. Mấy anh chị em nào có liên hệ đặt lịch trước với Trinh sẽ được giảm 2 triệu trực tiếp về giá xe luôn. Và kèm theo đó Trinh sẽ hỗ trợ thêm chi phí sang xe lại nữa nhé. Đây, giá xe Vario hiện tại đang rất là mềm. Và nếu như mà mua góp chỉ cần trả trước bên Trinh từ 4 triệu là được rồi. Đó. Rồi, anh thấy cái mẫu này nó cũng nhỏ gọn rồi đúng không em? Dạ đúng rồi, nhỏ gọn. So với cái mẫu cũ thì em nó cũng đâu có to gì mấy đâu đúng không? Đúng rồi, nó chỉ khác một chút về cái thiết kế thôi chứ nó không có to hơn đâu anh. Đó, chỉ khác chút xíu thôi. Anh cũng thấy là nhiều bạn cũng có nói là cái mẫu này nó to hơn cái mẫu cũ. Dạ không, anh không biết không nhìn sao mà không có to hơn đâu. Không có to hơn. Để hồi mình có cái bản cũ ở đây không em? Bản cũ hả? Bản cũ hiện tại bên em không còn ở đây. Nhưng mà cái bản cũ hồi trước là mấy clip trước là Trinh có quay á thì ví dụ mấy bạn nào mà quan tâm mà muốn so sánh thì có thể kiếm lại mấy clip trước mà Trinh quay trên kênh của anh Mỹ Mô Tô ấy nha. Rồi, tiếp theo là bản màu trắng này. Cái bản mới này nó có nhiều công nghệ mới hơn nè các bạn. Đúng rồi, nó có cổng sạc điện thoại nè. Đúng rồi, chính xác. Và có chìa khóa thông minh luôn nè. Đúng rồi, đó. Và Trinh thấy cái bản mới này nó đẹp hơn các bạn nha. Đó. Nhìn nó thể thao, nó cá tính hơn các bạn, mạnh mẽ hơn. Đó, màu trắng này đẹp quá ha, màu trắng này nhìn trong lắm luôn á, không có bị ố vàng như đó, màu sơn nhưng mà rất là đẹp nha cả nhà. Hiện tại thì giá Vario sao em, có lên xuống không? À, giá hiện tại cũng đang rất là mềm luôn anh. Ví dụ như bản thấp nhất á là 36.500, còn cái bản cả màu sơn 3D luôn á là 40 triệu là bản khóa Smart Key nha. Bản mắc nhất là 40 triệu nha. Ví dụ như mấy chị em nào mà có liên hệ trước sẽ được giảm 2 triệu giá xe nữa. Giá Trinh báo là trong cái video đó là Trinh chưa có giảm đâu. Khi nào lên cửa hàng mua xe Trinh mới giảm nha. Ví dụ như các bạn mình đăng ký ở huyện là tầm nhiêu em, biển số? Tầm khoảng hơn 2 triệu xíu anh. Dạ. Đấy. Rồi. Các bạn mình ở tỉnh huyện nào cứ inbox cho Trinh ha, Trinh sẽ tính cho các bạn mình, sau đó mình đã lên cửa hàng mình xem xe nha các bạn. Dạ. Rồi, tiếp theo là bản màu cam khá là nổi bật này cả nhà. Đó, màu cam rất là nổi bật luôn nha mọi người. Tất cả đây là đều màu sơn hết nha các bạn ơi. Dạ. Tất cả đều là màu sơn 3D hết nha. Màu sơn này bảo hành bao lâu em? Một năm hả anh? Một năm. Nói một năm thôi, ví dụ hơn một năm xíu bên Trinh mà có bảo hành nha. Đối với dòng xe nhập khẩu thì bên Trinh cũng có bảo hành về máy móc là 3 năm hoặc là 30.000 cây nha cả nhà. Rồi, tiếp theo màu là sơn thì bên mình cũng có hỗ trợ lên theo yêu cầu các bạn luôn ha. Đúng rồi, chính xác, có hỗ trợ ship xe toàn quốc này nè. Rồi, tiếp theo là bản màu trắng xanh nha cả nhà. Đó, màu trắng xanh rất là đẹp nha. Rồi, bản màu quốc dân xám tím cả nhà. Xám tím iPhone đó mọi người, rất là hot luôn nha. Nhìn xe cực kỳ đẹp. Rồi màu hồng nè. Màu hồng này cả nhà. Đó, màu hồng baby nè. Cho mấy chị nè, cho mấy bạn. Tí xíu quay cho các bạn mình xem cái cốp xe ha, cái đồ để đồ, cái hộc để đồ á. Dạ. Nó rộng hơn cái bản cũ nhiều lắm các bạn. Đúng rồi, cốp xe rộng. Và có cái nắp đậy luôn. Rất là tiện. Trinh thấy cái dòng Vario này nè, nam chạy cũng được, nữ chạy cũng được, phù hợp cho gia đình á. Cho ví dụ như cặp vợ chồng có con nhỏ này kia á, thì thứ nhất là dòng Tayga, thứ hai nữa là cốp xe có rộng, nó rộng á, mình để được nhiều đồ á. Đó, rất là tiện cho gia đình ha. Rồi, tiếp theo là bản màu xanh ngọc. Xanh ngọc nha cả nhà. Đấy, những màu sơn ở đây thì giá nó có chênh lệch gì không em? Tất cả các màu sơn 3D đều bằng giá nhau hết anh. Đây, các bạn thoải mái lựa ha. Dạ. Có thắc mắc gì có thể inbox cho Trinh sẽ tư vấn kỹ hơn nha các bạn ơi. Đúng rồi. Inbox Zalo cho em nha để em tư vấn kỹ hơn, với lại là em gửi cái địa chỉ cụ thể với lại là cái vị trí cụ thể cho cả nhà đi cho dễ nhé. Rồi đúng rồi các bạn. Đây, quay cho các bạn mình xem em. Mở cái này lên. Mở cái nắp này lên nè em. Đó. Xám xi măng nha cả nhà. Có cổng sạc điện thoại phía trong nè, cốp rất là sâu xuống dưới nha các bạn. Bên đây nó cũng rộng hơn cái bản cũ á nè. Khóa thông minh luôn. 125 bản cũ thì đâu có khóa thông minh đâu phải không em? Không, bản cũ là khóa chìa hết anh. Bản cũ là khóa chìa, không có khóa thông minh. Và bản mới thì có cả hai bản, là có bản khóa chìa với lại bản khóa thông minh luôn. Thì tùy vào mấy anh chị em nào thích bản nào thì cứ lên cửa hàng đi Trinh cho coi xe và lựa chọn cho dễ nha. Rồi,
Rồi, so với trả góp thì đối với Vario thì bên mình hỗ trợ trả trước bao nhiêu em? À, đối với dòng xe Vario thì bên em có hỗ trợ trả góp và trả trước tầm khoảng từ 4 triệu và có căn cước công dân đủ 18 tuổi là được nha. Đó, rất là đơn giản luôn. Lãi suất thì bên em có rất là nhiều ngân hàng, ví dụ như là FE này, HDMB và Home. Thì tùy vào điều kiện kinh tế của mình với lại cái hồ sơ của mình phù hợp với ngân hàng nào á thì có lên cửa hàng đi trên xe hỗ trợ lên hồ sơ nha. Đó. Rồi, tiếp theo là Trinh sẽ quay cái bảng AB nhé. AB thì em đầu tiên là em màu đen. Màu đen này đi với cái tem màu cam này. Đen này lạ nha. Và màu này màu sơn 3D chứ không phải là màu zin nhé. Em bóng. À, màu này cũng màu sơn luôn hả? Là đúng rồi. Tại vì cái màu đen mà đen zin á chỉ có đen nhám thôi chứ không có đen bóng. Đó. Bảng này 125 á em. Đúng rồi anh, 125. Bảng này là CBS là bao nhiêu? À, bảng này màu cả màu sơn luôn là 41 triệu anh. 41 triệu là chưa có giảm nha. Đó. Đây, còn cái bảng nào CBS màu này là màu màu sơn luôn. Màu sơn luôn. Đúng rồi. CBS luôn ha. Đúng rồi, là màu sơn hết luôn. 125 không có tích hợp phanh ABS đâu anh. À 125 đâu có ABS hả? Đúng rồi. Đó, rất là nhiều màu đẹp nha cả nhà. Đó, bên trên nên rất là nhiều màu đẹp. Bảng này là bảng xám tím này. Rồi, các bạn thích màu nào thì alo. Tất cả các màu sơn 3D bằng giá nhau hết. Đó. 150 mình còn không em? 150 hết rồi anh. Còn 160. 160 thôi, 150 là hết rồi. Rồi, hôm nay đa dạng màu luôn nè. Rồi, đối với dòng AB thì cũng trả trước tầm khoảng từ 5 triệu là được rồi cả nhà nha. Đó. Đây, có màu cam đó nè. Màu cam rất là nổi nha, nổi bật là đẹp nha. Rồi, tiếp theo là bảng Vision. Đó. Đây, Vision cũng đầy đủ màu luôn. Vision cả màu sơn mà bảng cao cấp là 35 triệu. Nhưng mà khi mà lên cửa hàng mua xe gặp Trinh thì sẽ được giảm 2 triệu, còn 33. Đấy, màu sơn rất là nổi bật và đẹp nha các bạn ha. Ngoài những cái màu ở đây, các bạn mình còn thích những cái màu nào khác độc lạ hơn có thể inbox cho Trinh. Trinh sẽ lên theo yêu cầu các bạn mình luôn nha. Dạ, đúng rồi. Rồi, ở đây Trinh còn hai màu nữa nè. Quay luôn cho mấy anh chị tham khảo nha. Màu xám xi măng này, màu rất đẹp nha. Màu này chạy cực kỳ đẹp luôn. Bên Trinh bán nhiều lắm luôn á nha. Lên cái màu này đẹp vậy là cái chi phí nó lên nó có cao không em? Dạ không anh, tất cả các màu sơn 3D đều bằng giá nhau hết anh. Đấy, các bạn mình thích cái màu nào nhanh inbox cho Trinh nha. Ngoài ra thì những cái mẫu xe công tay thì bên mình còn rất là nhiều nè. Thì nói chung thì từng nào mình cũng có quay cập nhật cho các bạn mình theo dõi hết á. Uno rất là nhiều màu đẹp ra nha cả nhà. Đó, cửa hàng bên Trinh nói chung là cửa hàng tổng hợp á cho nên là bán rất là nhiều dòng xe của nhiều nhãn hàng, ví dụ như là Suzuki, Yamaha, Honda này. Đó, rất là nhiều dòng luôn nha. Thì mấy anh chị em nào đang quan tâm về xe mà coi clip không có thấy cái dòng xe mình ưng ý mà định mua thì anh bóc trực tiếp ngay Zalo Trinh hỏi nha, hoặc là alo cho Trinh rồi hỏi, nếu mà có thì Trinh sẽ tư vấn luôn nha. Rồi. Các bạn nhớ inbox cho Trinh ha, để Trinh gửi cái vị trí chính xác cho các bạn mình đi đến cửa hàng cho nó dễ hơn các bạn ha. Dạ, rồi cho Trinh một nút like cũng chia sẻ nha. Rồi có những cái dòng xe mới hoặc là màu xe mới Trinh sẽ quay cập nhật để cho mấy anh chị tham khảo nha. Bye.